Hello, xin chào các đồng chí và anh chị em các bạn thân mến. Chúc các bạn một buổi sáng ở quê nhà nhiều niềm vui và hạnh phúc. Chúc bà con kiều bào sau một buổi chiều làm việc với nhiều may mắn. Hôm nay Lợi Minh sẽ tiếp tục live stream nói về vấn đề đa đảng. Hello Nancy. Phải không Nancy? Gắng lo làm ăn nha Nancy. Mỗi lần mà thấy anh em kiều bào là thấy thương lắm. Mà cũng khuyên ai cũng phải lo làm ăn. Để đặng mà sau này mình có được số vốn. Bữa nay Lợi Minh muốn chia sẻ thêm về đề tài đa nguyên đa đảng. Tại vì thấy có một số thành phần chống cộng cực đoan nó vào diễn đàn Lợi Minh nó nói rằng đa nguyên đa đảng là tốt, là sẽ giải quyết được vấn đề tham nhũng hối lộ cạnh tranh đồ tốt hơn cái này kia. Tôi không nghĩ như vậy, tôi không nghĩ như vậy. Cái đó là xảo trá và bị bợm mị dân thôi. Chứ mấy cái đa nguyên đa đảng nó chỉ là quyền lợi của mấy cái nhóm tài phiệt thôi, chứ còn dân mà lao động phổ thông thì cũng phải làm chết bà. Hello em chào anh Cầm. Dân lao động phổ thông thì cũng làm tất bằng tật, phải chạy ngược chạy xuôi chứ làm sao, nó đâu có gọi là nó bênh vực cho cái người dân mà gọi là lao động phổ thông đâu. Đa nguyên đa đảng tụi nó chỉ tranh giành những cái quyền lợi của những cái nhóm lợi ích, nhất là cái bọn tài phiệt. Còn mà nói về đa nguyên đa đảng mà không có tham nhũng á, thì Lợi Minh không tin như vậy. Có tham nhũng còn chúa chùm, nó tham nhũng nó hối lộ nó rất là tinh vi. Ngay cả ông Jimmy Carter ổng còn lên án vấn đề tham nhũng hối lộ bên Mỹ. Chỉ cần bỏ ra 300.000 đô thôi là mua được chức quyền rồi. Mấy thành phần chống cộng tại nó qua Mỹ nó ăn, nó có được cái miếng ăn, cái vật chất, thì nó nghĩ rằng ô nước Mỹ đa nguyên đa đảng là nó lo cho dân, nó lo cho cuộc sống của người dân tốt hơn. Hello Nancy, chào anh Cầm Nguyễn, anh chị em các bạn. Nó lo cho cuộc sống của người dân tốt hơn. Bớt giỡn đi cưng. Mà ở Mỹ, tôi nói ở Mỹ mà mình không làm, không biết phấn đấu, không biết vươn lên thì đâu nó cũng vào đó thôi, cứ làm ngày nào ăn ngày nấy, biết dành dụm, biết hà tiện, biết lo cho tương lai thì còn đỡ. Chứ mà kiểu mà chạy theo những cái mà nó marketing nó quảng cáo rồi nó advertising rồi mình cũng tơi bời ba lá, chứ đâu phải giỡn đâu. Kiểu mà làm mà cứ đua đòi chạy theo, thấy người ta có cái xe cái nhà bự, nhà to, cái xe bự, cái xe to, xe này xe kia, chạy theo đua theo là cũng mệt rồi, là đuối chứ không phải giỡn. Chứ đâu phải giỡn đâu. Nó đâu có đơn giản như vậy. Tôi nói ở bên Mỹ này mà chạy theo mà ganh đua theo người này người kia đó. Tiền bạc chi phí nợ nần ăn trước trả sau. Làm nhiêu thì nó cũng thanh toán vô hết rồi, một bù đầu bù cổ. Mình đâu có thời gian đâu mà mình để ý mấy chính trị, cái mỗi khi mà thấy nó lên báo, lên mạng, lên tivi truyền thông nó hô hào thì thấy nhìn nghe thấy hấp dẫn lắm. Nhưng mà thật sự đằng sau đó nó chỉ gọi là đấu đá nhau trong cái vấn đề quyền lực của nó. Còn mấy thằng mà gọi là dân biểu hay là ở quốc hội đó, mấy thằng senator nó ngồi đó nó làm luật,
nó ngồi nó viết luật, nó thấy xã hội này kia nó viết luật, nó viết xong rồi nó bỏ ra cho dân bầu, cho dân sự bầu, bầu lên cái luật đó rồi nó đưa vào cái thực thi, rồi chỉ người dân chỉ bỏ phiếu về những lĩnh vực đó thôi, còn những vấn đề mà quyền lực, vấn đề mà quyết định cái vận mệnh của nước Mỹ nó luôn luôn là do đảng cái cử tri đoàn. Còn mà có nhiều người nói rằng đi bầu mà để đòi những cái quyền này quyền nọ thì nói chung là những cái địa phương, mấy thằng senator, mấy thằng đó nó gọi là lawmaker, anh chị em các bạn biết, giống như quốc hội mình ở bên Việt Nam có quốc hội, những người mà đại biểu quốc hội họ đi, họ nhiều khi họ thấy ở những cái vùng địa phương có những cái này cái kia thì họ đưa ra trong quốc hội để quốc hội xem xét và việc làm sao cho nó phù hợp. Thì ở Mỹ vấn đề đó tôi thấy nó giống nhau ở điểm đó, ở cái điểm mà dân sự thì các bạn thấy thường thường mỗi 2 năm nó gọi là midterm, nó gọi là midterm thì mấy nó bầu, nó sửa luật, nó bầu lại những cái cử tri đoàn của nó và nó sửa lại những cái luật của nó. Đấy. Nhiều khi nó thấy rằng trời, luật của liên bang, những cái vấn đề thuế má, trường học hay là về vấn đề mà nó bên giáo dục đó, hay là bộ giao thông nó có những cái mà nó chưa được hoàn chỉnh hay là nó cần phải sửa đổi để phù hợp thêm đó. Thì mấy thằng mà làm luật đó, mấy thằng mà ở thượng viện hạ viện nó gọi là lawmaker, nó làm luật ra rồi nó đưa ra rồi cho bắt đầu đưa xuống địa phương để cho những cái địa phương đó người ta bỏ phiếu, người ta đưa ra những cái luật về dân sự thì nó làm như vậy thôi. Nhưng mà còn về vấn đề mà quyền lực và quyền hành ở trong một cái chính quyền, quyền quyết định và vận mệnh của đất nước nó luôn luôn nằm ở trong một cái đảng, nằm trong đảng, cái bộ máy chính quyền là như vậy, nó không có phân chia cái quyền lực đó. Mặc dù hai cái đảng nó đấu đá nhau nhưng mà tụi nó cũng vì quyền lợi nhau thôi. Thằng dân chủ thì nó có cái nhóm lợi ích của nó, thằng cộng hòa thì nó có cái nhóm tài phiệt của nó, tụi nó tranh giành với nhau thôi. Mình dân cu đen chẳng làm được gì, nó đi bầu chơi cho vui vậy thôi, bầu tổng thống đồ thì cho vui vậy thôi chứ cũng đâu có làm được gì. Cái cử tri đoàn nó quyết định hết. Cho nên nhiều người nói là đa đảng thì nó tốt hơn một đảng, nó sẽ cạnh tranh, nó sẽ giảm được cái tham nhũng hối lộ này kia. Tôi thì không cho là như vậy, không cho là như vậy. Vấn đề tham nhũng hối lộ là do vấn đề đó là quyền lợi. Việt Nam nó không đến nỗi tồi tệ lắm. Tại sao ngân hàng thế giới nó cho Việt Nam vay mượn vốn ODA rồi nó đổ vào trong đó? Nó thấy rằng cái vấn đề mà tham nhũng hối lộ, tham nhũng ở tại Việt Nam nó được phải nói là tốt chứ không có đến nỗi mà tồi tệ. Vì khi mình nhìn thấy một số cán bộ hay là một số cán bộ nào đó họ có nhà cao cửa rộng rồi lúc đó mình soi mói rồi đâm ra bức xúc rồi ganh tị rồi lên mạng rồi bắt đầu chửi bới xuyên tạc, cái đó là sự ấu trĩ. Tôi còn cầu cho những người lãnh đạo, những người cán bộ
họ đi làm chính trị, họ 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 khá giả lên, họ khá giả lên thì họ sẽ làm chính trị tốt hơn. Không có ông nào mà không, nói chung là làm chính trị người ta ai cũng có những cái quyền lợi của họ hết, không ít thì nhiều, không nhiều thì ít. Mình không có bắt buộc người ta phải ở một cái nhà lụp xụp lệ xệ như vậy được, mình không có bắt người ta phải đi làm chính trị là phải liêm khiết được, khó lắm. Tại vì cái người đi làm chính trị thì những cái nhóm lợi ích nó mua chuộc, nó mua chuộc thôi, hỏi chứ nó bỏ tiền triệu, tiền tỷ, tiền, nói về tiền Việt Nam thì tiền tỷ, còn nói về tiền đô thì hàng 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 trăm ngàn đô, hàng triệu đô. Đấy, các bạn thấy những cái lợi ích của nhóm ai cũng muốn đi theo những cái người chính làm chính trị đó, để đặng họ mua những, họ là họ họ mua chuộc những cái hợp đồng, họ mua chuộc những cái dự án, họ mua chuộc những cái quyền lợi của họ. Các bạn thấy giống như Vũ Nhôm nó cũng mua chuộc những cái quyền lợi của nó, nhưng mà nó đi quá xa thì nó vướng vào vòng lao lý. Tại vì nó mua chuộc nhưng mà nó không có lành mạnh, nó gian dối quá nhiều trong vấn đề mà làm ăn, thì nó bị xét xử và đưa ra tòa. Cũng giống như ông Bầu Kiên, các bạn thấy khi mà họ làm ăn, họ gian dối và họ họ mua chuộc những người mà của cái nhóm lợi ích của họ, những người quyền lợi của họ đó, và khi mà họ gian dối, họ sử dụng, họ thao túng cái quyền lực mà nó không đúng, nó không phù hợp, nó gây ảnh hưởng đến an nguy của quốc gia, thì họ bị bắt, họ bị phạt tù. Các bạn thấy như ông Bầu Kiên nè, Quyền Như nè, Vinalize nè, các bạn thấy đó là những cái người. Vinalize là khác nữa nha các bạn, Vinalize nó là nó làm thiệt hại đến cái an nguy quốc gia, cái công ty của nhà nước. Theo như tôi thấy đấy, thì Việt Nam mình cần phải tư nhân hóa, nhiều công ty quốc doanh phải giảm bớt lại, cần càng ít càng tốt, để cho tư nhân hóa, và chính phủ chỉ đứng ở đằng phía đằng sau để đặng mà ra làm luật, làm ra cái luật để đặng mà quản lý và đóng thuế. Đấy, thì nó sẽ hay hơn, thì nó sẽ giảm bớt đi những cái bức xúc của người dân. Tại vì hiện nay người dân chỉ nhìn thấy ồ sao ông cán bộ đó là giàu quá, ông làm lương đâu bao nhiêu, ông giàu đi quá, ông giàu kệ ông, miễn sao ông đừng có làm tổn hại đến an nguy quốc gia được rồi, miễn sao ông phục vụ quốc gia, ông phục vụ lợi ích người dân tốt là mừng rồi. Ông tạo ra công ăn việc làm, ông tạo ra những cái khu đô thị, nông thôn đô thị quá, ông tạo ra đời sống nó tốt hơn, thì mình đâu có phải là mình ngồi đó cái mình nhìn tài sản của ổng rồi mình bức xúc. Bây giờ mình cái khả năng của bản thân mình chỉ có một găng tay thôi, thì mình chỉ làm ở lĩnh vực găng tay đó thôi, mà mình muốn cái lĩnh vực của mình giống như người ta, bằng cả một cái bàn tay, năm ngón bằng cả một cái vũ trụ như vậy, thì làm sao được, nó nghịch lý. Thành ra xã hội Việt Nam hiện nay tôi thấy vấn đề bức xúc và những cái thành phần mà chống cộng cực đoan, tụi nó lợi dụng cái đó, nó xuyên tạc, nó nhảy vào bắt đầu nó chống phá, nó bức xúc. Tại vì họ họ làm cực khổ quá, qua Mỹ làm chết mẹ chết cha luôn, làm đầu tắt mặt tối luôn. Mà nhìn về Việt Nam thì thấy đất nước quê hương đổi mới, thấy xã hội cái gì nó cũng tốt hơn rồi. Bên cạnh đó thì thấy tại sao mấy người mà làm quan chức lại giàu ghê á, bắt đầu nó tức, nó ganh tị. Các bạn thấy mấy thằng mà chính trị gia của Mỹ toàn là dân mà trùm không à, dân đại tư bản không à, tài phiệt không à, đâu có thằng nào mà nghèo đâu, thằng có thằng nào mà dở dở ương ương đi vô và làm chính trị xong là tụi nó cũng giàu có lên, nó có quyền lợi của nó hết. Các bạn thấy ngay cả tôi nói về ông mặc Ken cũng vậy, các bạn thấy ngày xưa ổng chỉ là một cái người lính phi công bình thường thôi, mà khi ổng tham gia chính trị ấy, vợ ổng có một công ty rất là lớn đấy, và cái quyền lợi của ổng, ổng làm, ổng đấu tranh và ổng làm sao cái quyền lợi của cái gia đình của ổng, các bạn thấy không, và tài sản của ổng nhân đôi lên, nhân đôi lên, giàu khủng khiếp luôn. Cả ổng lập ra một cái quỹ, ổng bỏ tiền cho ngân hàng, ổng lập ra những cái, ổng lập ra ngân hàng Western, ngân hàng gọi là Vú Nhìn đó, ngân hàng gọi là của nghiệp đoàn đó, ổng cho vay, các bạn thấy không? Mà trong khi đó dân Mỹ rất là kính phục kính nể ổng,
kính nể ông, tại vì ông làm việc á, ông đối với những cái quyền lợi mà của những vùng địa phương đó, ông tranh đấu. Ngay cả tôi nói cái sân bay F-35, F-16 ở chỗ tôi nè, ở đây cách đây chừng vài chục mai. Hồi lúc trước thì nó định di dời đi, nhưng mà ông tranh đấu cho những cái nhóm lợi ích ở đó. Ông không muốn là cái sân bay đó phải dời đi. Là ông muốn đem cái F-35 về để huấn luyện ở tại Phú Air Force, nó nằm gần đây. Các bạn thấy ông tranh đấu cho nhóm đó, tại vì nếu mà cái sân bay đó đem dời đi nơi khác đó, thì cái thành thị trấn Omega nó sẽ bị mất đi 20 tỷ đô la mỗi một năm, và nó mất đi một cái nguồn kinh tế rất là lớn. Thành ra ông tranh đấu, ông giữ lại, cuối cùng ông giữ lại được, thì những cái nhóm, những cái vùng kinh doanh ở đó người ta rất là mừng. Tại vì khi mà nó dời đi như vậy đó, người ta không làm ăn buôn bán đồ bao nhiêu, mà họ lập nên cơ sở thương mại làm ăn. Bây giờ các bạn biết nó kéo, nó dời cái sân bay qua, cái sân bay F-16 bây giờ nó sẽ chuyển thành sân bay F-15, thì nó những người đó họ làm ăn không được. Cho nên ổng tranh giành và người ta đồ nế, và nó gọi bên này nó có những cái tiền mà gọi là tiền bonus. Nó hay cái chỗ đó lắm, Mỹ nó dùng á, tiền bonus, tiền commission, tiền quê hồng, hay là mình nói theo tiếng Việt mình tiền quê hồng, tiền tiền quà đấy. Nó sử dụng những cái hệ thống như vậy. Các bạn thấy tụi CEO hay là những cái thằng mà làm việc bên hành chánh, bên bên chính phủ, hệ thống chính phủ vậy, nó sử dụng ô tiền thưởng, tiền thưởng thì nói tiền thưởng thì đúng hơn, tiền bonus đó, một tiền bonus của tụi nó hả, tiền triệu không à, dài không có nói là 1-2 triệu đâu, vài chục triệu, nhiều khi lên tới bạc trăm triệu nữa. Các bạn đọc những cái câu chuyện mà những thằng CEO nó nói về vấn đề tham nhũng ở Mỹ là sẽ bị triệt hạ. Vậy vậy mấy thằng mà làm thủng đoạn cái ngân hàng của Mỹ, hệ thống ngân hàng làm suy sụp cái nền kinh tế Mỹ năm 2008, khủng hoảng vấn đề mà tài chánh đó, có thằng nào đi tù đâu, có thằng nào đi tù đâu. Các bạn thấy tôi còn một cái trang web link năm thằng rồi vẫn ngồi nhà mát ăn bát vàng, vẫn sống trong nhung lụa, mà trong khi đó biết bao nhiêu người khác mất hết rồi. Chính quyền Mỹ phải phải kích cầu bơm tiền vào trong cái hệ thống ngân hàng, hệ thống bất động sản, hệ thống xe hơi, hơn gần 3.000 tỷ đô la để đặng mà viện trợ cho tụi tài phiệt. Nó lấy cả cái chiếc máy bay, nó gọi là private jet, là máy bay tư nhân đó, để đặng mà nó ra đó nó lãnh tiền viện trợ. Anh chị em các bạn thấy nó có thằng nào đi tù, lâu lâu nó bắt một thằng, thằng đó coi như là con cá nó vô trong thớt rồi, coi như là giống như ông Medvedev, ông này coi như là xong đời rồi. Các bạn thấy ổng quất 50 tỷ đô la, nó quất ổng văng vô vách, hai thằng con ổng tự sát luôn, tại vì ông già ổng làm vậy nó cũng bị ảnh hưởng. Cho nên vấn đề mà tôi thấy một số người mà vào trong cái diễn đàn tôi là bảo là ô đa đảng là tốt, cạnh tranh là không có tham nhũng nộ như vậy, chứ Việt Nam mới mở đổi mới phát triển hơn 20 năm, vậy Việt Nam ngày hôm nay như thế nào? Cuộc sống của người dân hàng triệu triệu người ăn nên làm ra, chỉ có một số ít hiện nay bất mãn thôi. Nếu mà nói về vấn đề dân chủ, mô hình của dân chủ đa số thắng thiểu số, majority versus minority, đa số thắng thiểu số, như vậy thì đó, nếu nói về vấn đề dân chủ mà thì Việt Nam vậy là quá quá tốt rồi. Cái số phản đối là nhỏ thôi, còn những đại đa số người dân hiện nay là đồng ý đồng hành với đảng và nhà nước Việt Nam. Mấy anh ở nước ngoài, mấy anh đâu có quyền gì, mấy anh nhảy vô mấy anh xen vào ông đó, mấy anh đâu có cái lá phiếu đâu. Mấy anh muốn có lá phiếu, mấy anh đăng ký công dân Việt Nam đi, đại sứ quán Việt Nam, nhà nước Việt Nam ra cái nghị định người Việt Nam đăng đăng ký công dân Việt Nam, ra cái nghị định đó phải nói là cũng 20 năm rồi, mà trong khi đó vỏn vẹn hơn có 1.000 người 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 đăng ký rồi.
Mà bây giờ đó thì sau này khoảng đây khoảng 4 năm đó, nhà nước Việt Nam phải gọi là renew, có nghĩa là phải làm cái đăng ký đó cho nó thêm thời gian nữa. Mà bà con kiều bào vẫn kiểu mà giống như thờ ơ, mới bị điện thoại cho nên nó tắc nghẽn. Quyền lợi của tôi thế này thế nọ, quyền lợi của tôi trong khi đó qua Mỹ làm tất tần tật, tất tần tật. Tôi thấy những người mà chống cộng ở bên Mỹ, ngay cả cái đám dân chủ cũ trong nước, toàn là dân đầu đất, dân kém hiểu biết luôn. Mà bày đặt vô trong diễn đàn tôi, a chí a chó không ra cái ôm gì, nói với mấy tụi nó hồi nhiều lúc bực mình ghét block nó luôn cho rồi. Tại vì mình nói chuyện với nó giống như nói cái đầu gối vậy, mình đưa ra những cái dẫn chứng cụ thể mà nó không chịu đọc, mà nó không chịu xem, mà nó không chịu nghe nữa. Mà nó cứ nói rằng là đa nguyên đa đảng, tham nhũng thế này thế nọ, một đảng tham nhũng thế này thế nọ. Vậy chứ Ukraine đa nguyên đa đảng, các bạn thấy Mỹ đó nó cũng đem nguyên đa đảng đến cho Libya, Syria, Iraq, giờ sao như nồi cháo heo. Bây giờ nó tệ còn hơn vợ hơn đậu. Cuộc sống của người dân sao lầm than khốn khổ, giết chết ôm bom tự sát, đánh nhau bên này đánh nhau bên kia. Có giải quyết được đa nguyên đa đảng, có giải quyết được được vấn vấn nạn của xã hội đâu. Trong khi đó Việt Nam hiện nay vấn đề mà một đảng đâu phải là độc đảng, đâu phải là độc tài. Nó khác với độc tài, độc tài như là Bắc Hàn. Mà bắt bạn nhìn ngay cả Bắc Hàn tại nó bị cô lập, rồi Cuba thì người ta bị cô lập nhưng mà người ta vẫn sống còn. Các bạn thấy người ta vẫn sống, người ta vẫn xây dựng và kiến thiết quốc gia. Các bạn nhìn thấy đời sống của những người Cuba không? Bị bế quan thọ cảng nhưng mà mấy chục năm nay người ta vẫn sống, người ta vẫn tự cung tự cầu và tự cấp. Còn Mỹ, ô nhìn thấy những cái mặt bên ngoài chạy xe đẹp, nhà đẹp, cái gì cũng đẹp, tại xã hội nó đời sống nó cao, đời sống nó cao thì nó sống như vậy thôi. Mà mình phải lao vào trong đó như con, như một cái con thiêu thân, mình lao vào trong đó, mình phải lao đầu lao cổ vào, phải làm mua cái nhà trả 30 năm, 15 năm, 30 năm đóng thế, mua cái nhà tới chừng trả xong cái nhà 30 năm rồi không biết lúc đó mình còn sống để hưởng thụ không. Mua cái nhà tôi nói 200.000 tới chừng trả xong cái tiền thuế, cái tiền mà tiền lời nó thành 600.000, nó lấy tiền lời ăn, nó lấy tiền lời trước không. Mình làm sống mà cứ quay về Việt Nam phải đòi Việt Nam thế này, phải đòi Việt Nam thế nọ. Vận mệnh đất nước Việt Nam có đảng và nhà nước Việt Nam, một cái hệ thống trung ương, biết bao nhiêu người người ta ngồi đó phải suy nghĩ nát đầu nát óc để làm sao mà bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ sự bình yên và xây dựng đất nước. Các bạn thấy từ ngày đất nước đổi mới bây giờ tới đến bây giờ, các bạn thấy phát triển không ngừng, phát triển không ngừng. Năm 2008 khi kinh tế toàn cầu bị suy sụp, Mỹ dân vô dách, dân Mỹ, tôi nói dân Mỹ chứ không phải là Mỹ, thằng chính quyền Mỹ thì nó giàu rồi, tại tiền của nó, tiền thuế nó lấy, nó bẻ một xu thôi là nó làm được biết bao nhiêu chuyện. Các bạn nghĩ đi, 100 xu mới 1 đô mà nó bẻ một xu thôi. Các bạn thấy mỗi một người dân Mỹ mà họ đi ra đó họ mua tấm vé số chỉ có 2 đô thôi, mà trong vòng 1 tháng mà không ai trúng nó lên được cả 1 tỷ mấy, 2 tỷ rồi. Tại vì cái đồng tiền Mỹ nó lớn, nó mạnh, trong khi đó đời sống nó rất là cao. Anh đi ra Mỹ anh nhìn ngoài đường anh thấy không, xe cộ, nhìn qua cái màn hình này, ô Lợi Minh ở Mỹ, ô đẹp quá, sướng quá. Ở Mỹ sao mà chạy ô tô, dân Mỹ mua xe hơi ô tô, xe hơi rẻ. Dân Việt Nam mà cộng sản không có tạo điều kiện cho người dân mua thế này thế nọ. Dân Việt Nam mua xe 10 tỷ, 20 tỷ nó giục cái đùi, nó về nó chạy phà phà phà. Người ta đâu cần xe ô tô đâu, người ta chỉ chạy xe máy thôi, xe máy vài chục triệu.
Nếu mà SH thì 1-200 triệu, 300 triệu tùy theo loại. Nếu mà nói về SH, các bạn thấy cái nhu cầu mỗi nơi mỗi khác. Nó đâu phải ở Mỹ, qua đường thấy ô tô không, nghe chiếc xe ô tô bên Mỹ về Việt Nam gấp 3 lần này nọ. Tại vì tiền thuế má với hạ tầng cơ sở của mình, hạ tầng cơ sở của mình làm sao mà cung cấp nổi. Nếu mà Việt Nam mà bây giờ nhà nước mà khuyến khích, tôi nói người dân Việt Nam nhà nào cũng có xe ô tô, xe hơi hết, chỗ đâu đậu, đường xá thì chật cứng. Nhà nước muốn đỡ, muốn nâng cấp hạ tầng cơ sở, người dân thì cứ đòi đền bù trên trời trên đất, làm sao mà chịu nổi. Chỗ đậu xe thì không có, mà hỏi bây giờ kiểu giống như Mỹ bây giờ mà muốn chạy đường xá kiểu này là làm sao mà chịu nổi. Mình phải suy nghĩ vấn đề thực tế, thấy người ta có chiếc xe hơi xe ô tô, tôi cũng phải giống như vậy thôi. Ở bên Mỹ xe ô tô xe hơi nó là một cái phương tiện, không có chiếc xe hơi xe ô tô đi xe máy nó nguy hiểm, trời nắng trời mưa mà đi đường xa, mà tôi đi hồi nãy giờ mà còn chưa tới, mỗi lần đi chợ đi đâu cũng vậy, đi một buổi. Ở Việt Nam người ta bước xuống người ta đi bộ còn được, hay là đạp xe đạp còn được, nó rất là tiện. Mà trong khi đó Việt Nam bây giờ xe buýt đồ nó cũng rẻ. Các bạn thấy đời sống mọi nơi mọi khác, mình lên mạng cái mình đòi, nhiều ông Việt kiều chống cộng cực đoan bên Mỹ ngồi đó cứ đòi quyền lợi cho dân Việt Nam trong nước, mà trong khi đó người dân Việt Nam trong nước người ta ăn nên làm ra. Tôi nói trên báo Lộc của tôi mà thuê nhân công mà đi làm hái cà phê mùa này là bắt đầu đã khan hiếm rồi đó, hoặc là phải về về tận miền Tây đi kiếm người lên trên đó để đang mà hái cà phê. Hồi xưa có 150.000 ngày, bây giờ là thuê anh chị em các bạn biết 300.000 một ngày, kinh khủng, 300.000 một ngày. Đời sống ở Việt Nam con người ta bây giờ ăn nên làm ra, còn mình thì ở Mỹ cũng làm chức mẹ luôn. Mà cái ngồi đó Việt Nam đa nguyên đa đảng, phải có đa nguyên đa đảng, không có. Nói chung là những người mà chống cộng cực đoan ở bên Mỹ, tôi nói bên Mỹ thôi tại vì tôi thấy phần đông ở bên Mỹ rồi, mấy cái đám dân chủ cũ, rồi bây giờ lại có mấy cái lực mấy cái lực mấy cái bỏ mấy cái thành phần mà gọi là đầu hai thứ tóc, rồi bây giờ lại bỏ đảng, nghe thấy ớn chừ đầu, đúng là tào lao phải không anh Cầm? Em nói tới cái câu này là em phái à, tào lao giả. Bởi vì cái vấn đề tôi tiếp tục chia sẻ vấn đề đa nguyên đa đảng gì, tại vì tôi thấy mấy thành phần chống cộng chống phá đất nước nó vào trong cái diễn đàn của tôi, nó ngồi đó nó hát bài ca con cá. Lợi Minh không biết gì, đưa link mình đưa thống kê ra cho nó không chịu đọc, có hiểu không mẹ đâu, đọc đọc có hiểu gì đâu, hiểu là quay ra té đùng chết làm sao. Nói không mà nó nghe ông Jimmy Carter, cựu tổng thống, nguyên tổng thống Jimmy Carter, tổng thống Mỹ nói vấn đề tham nhũng hối lộ mà nghe dội bạc đạn luôn, không chịu nghe mà cứ chờ Việt Nam khổ, Việt Nam nghèo, Việt Nam không có đa nguyên đa đảng, Việt Nam chỉ có một đảng à. Còn mình thì ở bên Mỹ không cả chục đảng, đảng đủ thứ đảng hết, đảng mafia, đảng đĩ, đảng chống cộng, đảng ô thường mạnh ông nào để lập đảng, đủ các loại đảng đó. Ở bên Mỹ đó, lập ra để làm cái gì, quyên góp mà quyên góp chứ vậy thôi. Tôi thấy ở ngoài đời xã hội bên Mỹ này cái người Việt của mình nó cũng như nồi cháo heo, nó thật mà nói, mà lúc nào cũng lên lên mạng, lên Facebook, lên truyền thông mạng rồi ngó về Việt Nam không, ngồi đó nhà mình thì rác không chịu dọn, không chịu dọn mà cứ nhó về Việt Nam, nhà bên kia sao mà hàng xóm rác nhiều quá, để tôi qua tôi quét cho ớn chừ đầu. Bây giờ cái người Việt của mình nhiều khi nó cũng phức tạp lắm anh chị em các bạn, nói gì nói hồi tôi cũng quay lại cái vụ phức tạp lắm. Thành ra tôi nói thấy là cái người tiền nhân mình có nhiều cái câu rất là hay, cái câu 10 năm trồng người trăm 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người, là những cái câu này của Bác Hồ thì phải. Các bạn thấy rất là đúng, thay đổi một ý thức hệ không phải là một sớm một chiều. Đáng tiếc
qua Mỹ thì cày cày chết mẻ luôn, cày má nhìn không ra luôn. Về Việt Nam 3 tầng 2 tầng là banh 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 bọng văng vô vách rồi. Về Việt Nam cày tiếp. Thế mà lúc nào cũng chê Việt Nam á. Việt Nam khổ quá. Bên Mỹ mà live thì cũng đi live stream thì cũng phải ngồi một xe. Online cũng phải ngồi một xe. Tại vì thời giờ ở nhà không có. Lo về đến nhà là bắt đầu cơm gạo chuẩn bị ngày mai, đồ ăn đồ uống, tủ lạnh coi coi đồ gì còn đồ gì hết, cái gì phải đông phải nảy nọ đủ mọi thứ. Ngày mai tôi nói mà đi làm hãng xưởng rồi đủ mọi thứ, bắt đầu cuối tháng là thấy rồi, phải tiền nhà tiền cửa tiền xe tiền thuế tiền bảo hiểm tiền điện tiền tiền nước tiền ga tiền điện thoại tiền ôi thôi đủ thứ hết. Mà Việt Nam thì Việt Nam khổ quá, dân Việt Nam người ta làm cứ tàn tàn, sáng làm tới trưa nghỉ 2 tiếng đồng hồ, 1 tiếng đến 2 tiếng đồng hồ, tới 5 giờ chiều nghỉ, xách xe chạy ra cà phê cà pháo bạn bè, hay là rảnh rảnh như là làm vài chai vài xị pháo anh Danny. Chiều nay nhớ ghé lại bên nha anh Danny, có câu lên mấy con cá mập mới câu lên. Chờ anh Danny tới là mình cứ mần thôi. Anh Danny cà thịt cá mập ngon lắm nha anh Danny. Anh có ăn thịt cá mập chưa anh Danny? Thịt cá mập bên Mỹ mắc dã man, anh để lên anh nướng màn ôi chu. Đầu ghèo anh đây nè, ông nãy thấy ông đâu mất tiêu rồi ta. Thịt cá mập các bạn biết nó cắt cái thành miếng á, nấu nấu nướng, nó gọi là nướng nướng, bỏ lên cái bếp nướng ngon lắm. Thịt ở Việt Nam tôi phải đồ ăn cái gì nó cũng tươi, có nhiều người nói ôi Việt Nam đồ quá chất này kia nữa, thật sự ra nó cũng tùy theo mình mua ở đâu ở nào thôi. Đa số đồ tươi, đồ tươi như ở quê tôi chiều sữa chiều đi ra chợ tôm nó nhảy chuối 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 mày thấy ham luôn. Mỗi lần tụi mà tôi về Việt Nam tôi đi ra chợ tôi mua xách về cái bì tôm thịt thịt heo, mà các bạn biết heo mà heo heo mội heo rừng á, mình mua của những người mà người ta bán, tại bây giờ Việt Nam người dân mình họ ý thức lắm, họ làm gì cũng vậy, ăn sạch ở sạch uống sạch. Chỉ có một số nào đó họ vô ý thức vì cái sự tham lam và lợi nhuận của họ, và họ bị bắt, bị kiểm, những người mà ta kiểm thực phẩm rồi ta bắt và đưa lên mạng hay là đưa lên báo thôi. Đa số bây giờ người ta ý thức vậy lắm, rau cải đồ ăn uống được mọi thứ giờ người ta ý thức rất là nhiều, đồ ăn nó tươi. Thôi thì mình chào anh chị em các bạn nha, hẹn gặp sau. Bye bye, bye bye, bye bye. Hello, bye bye. Nói chung thì tôi tiếp tục like về vấn đề mà đa đảng, mà một số những thành phần nó mị dân nó lên trên này. Các bạn nên nhớ là nó mấy đó nó xạo. Các bạn thấy đất nước của mình đổi mới không? Mới 20 mấy năm mà được như ngày hôm nay. Bà con kiều bào bây giờ đang ầm ầm ào ào kéo nhau về. Ngày xưa họ thấy cái nghị quyết 36 họ sợ, họ không biết là nhà nước mình có thực thi không, có thực sự là thực thi không. Bây giờ các bạn thấy họ về họ nhìn họ thấy rồi, người cộng sản nói là làm, đưa ra cái nghị quyết là thực thi rất là rõ ràng. Bây giờ bà con kiều bào những doanh nhân kiều bào ở khắp thế giới kéo nhau về. Các bạn thấy Phạm Nhật Vượng, tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng là Việt kiều đó, anh ta cũng là một người kiều bào, cũng là một Việt kiều. Các bạn thấy ông đi ông về người ta thành công ghê không? Rất là nhiều người. Thôi xin chào, bye bye, bye bye, bye bye.